Viêm đại tràng tái phát rồi, mệt mỏi lắm đúng không? Ngồi xuống đây, Pharma City bày cho cách giải quyết vấn đề viêm đau gọn lẹ nè. Deadline dí, họp hành căng thẳng, gặp gỡ khách hàng chén chú chén anh, khiến đại tràng mệt mỏi liên tục kêu cứu. Thêm việc tào tháo đuổi và bụng đau âm ỉ ảnh hưởng rất lớn đến công việc và sinh hoạt của anh em. Chưa kể dùng kháng sinh nhiều, dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe vô cùng. Đừng bỏ lỡ sản phẩm siêu đặc biệt Pharma City mang đến ngay lúc này đây. Bào tử lợi khuẩn Lasbocolan chứa 3 tỷ bào tử lợi khuẩn Bacillus subtilis và Bacillus lausi, hiệu quả hơn 100.000 hộp sữa chua thông thường. Sử dụng Lasbocolan sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, làm lành vết viêm đại tràng, giảm ngay triệu chứng rối loạn tiêu hóa do khuẩn đường ruột, táo bón, đi ngoài phân sống, hỗ trợ giảm ngay tình trạng viêm đại tràng chỉ sau 7 ngày sử dụng, giảm tình trạng viêm đại tràng mãn tính lâu ngày không khỏi. Ngoài ra, Lasbocolan là bào tử lợi khuẩn đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận FDA Hoa Kỳ, đạt kiểm chứng lâm sàng, hiệu quả an toàn cho mọi người. Lasbocolan dạng nước dễ sử dụng, dễ mang theo, bảo quản và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Đặc biệt, Pharma City đang có ưu đãi 50.000 áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 khi mua sản phẩm của Lasbo, tặng một loại khuẩn bông Nacobe cho khách hàng khi mua sản phẩm Lasbo DA30. Vì tương lai không kháng sinh cho mọi nhà, đến Pharma City mua dùng thử Lasbo ngay để tạm biệt viêm đại tràng cho ruột khỏe vững vàng nhé.